Thì cô có thể nói cho con biết là cái trước khi sử dụng cái sản phẩm sữa này á thì là cô có những cái biểu hiện gì về có biểu hiện gì Biết rồi. đấy và cô cải thiện như thế nào cô? Ý là trước á thì tôi á, là tôi kiểu là đau khớp là đau kinh niên Vâng. đấy, đau suốt năm suốt tháng Ừ. đấy, đau như thế. Nhưng mà xong này có người mách là uống uống cái này, để có một người, người ta đau là người ta cũng không đi được, Vâng. xong người ta bảo là người ta uống có một ống rồi mà người ta đi từ nhà nhà người ta ra cho tôi được À, đấy. vâng. Thì tôi đau hết các khớp này này, tôi đau gối này, tôi chả đi được. Thế xong rồi tôi uống mua cái sữa này này, Vâng. xong là tôi uống một ống, thế là tôi đi được, đi mẹ Vâng. chị ạ. Vâng. Thế thì tôi bảo là ui nếu thế thì mua đỡ tôi một ống, mua đỡ tôi một ống. Vâng. Thế thì bà đấy là bà uống có một ống thì bà đi được, bà này còn đau, bà khèo cả ngón tay thế này ra này, Vâng. bà hỏng hết cả cái ngón tay út này, Vâng. bà cứ nhức cả đời này. Vâng. Thế nhưng tôi thì tôi lại không nhức ở ở tay. Thế xong rồi tôi nhờ bà uống, tôi uống đến hộp thứ nhất, uống đến hộp thứ hai thì tôi cứ thấy nó lại thấy càng đau, Vâng. mà hình như là tôi muốn ui giời, thế đúng không, là tôi không tin tưởng sữa, Vâng. ý tôi nghĩ thế. À vâng. Da nào uống thấy uống càng đau thì bà bảo càng đau càng tốt. À. Tôi cứ tiếp tục uống hết ống thứ hai, xong hộp thứ hai, lon thứ hai, xong tôi lại tiếp tục tôi uống ống thứ ba. Vâng. Tôi uống ống thứ ba thì cứ từ từ ống thứ ba nó không thấy nó đau nhiều nữa. Vâng. Còn trong khi mà uống ống thứ hai á, ui đau lắm. Vâng. Mình đã đau khớp rồi, đã đau rồi nhưng mà uống ống thứ hai lại thấy Vâng. càng đau như là muốn muốn bỏ. À. Đó, thế xong thì bà lại bảo uống càng đau càng tốt. Thế thì tôi cứ uống, tôi uống đến hộp thứ ba thì nó cũng vẫn đau. Xong này uống hết hộp thứ ba sang hộp thứ tư thì thấy nó cứ êm ái dần dần đi. Vâng. Thế thì tôi có những cái biểu hiện nên là kiểu cái đau đau cái gối phải này, không thẳng gối ra được, Vâng. không đi được, cứ đi khom như là cái bạc vọng á. Vâng. Thế mới một bên tay phải nó cứ tê dại tay này này, không không muốn trả gì, làm thì vẫn làm, rửa ấy vẫn rửa, Vâng. nhưng mà tự nhiên nó cứ tê dại hết tay. Vâng. Với một bên hông trái không nằm được, nghiêng sang bên trái Vâng. nằm nó nhức từ gối lên đến hông. Thế tôi uống đến hộp thứ ba, tôi uống đến hộp thứ bốn. Thế đến bây giờ là tự nhiên tôi uống đến hộp thứ bảy rồi, Vâng. nhưng mà đến hộp thứ năm là tôi thấy tê tay, nó không thấy tê nữa, Không còn tê nữa. không còn tê nữa, mà Vâng. cái hông thế vô tư không thấy thấy nhức thấy buốt nữa. Vâng. Thế mà cái việc thứ ba nữa là việc đi giải á, thì khiêm tốn lắm, ngày thì vẫn uống nước bình thường Vâng. nhưng mà hình như tối là không dám ăn nước canh á. Vâng. Thế mà có đêm được ba bốn lần, bốn lần đi giải Tôi ngày xưa. đấy, Vâng. cái lúc mà chưa uống sữa À vâng. là cũng bốn lần đi giải. Nói chuyện với các bạn là thế thì còn ngủ mê cái gì nữa. Thế nhưng mà xong đến đấy từ bắt đầu uống sữa thì tôi thấy tôi được ba cái như thế, kể Vâng. cả đi giải. Giờ có đêm tôi đến sáng tôi mới đi, mà có đến đêm ví dụ như đêm nào mưa lạnh lạnh đấy thì có thể mà mình không ngủ được với thầy thì tôi dạy tôi đi một lần Dạ vâng. đó, tôi Đấy. thấy được như thế Vâng. đó. Như chuyến này ví dụ như như này cái là tôi đứng dậy là tôi đi Vâng. tự nhiên thế này được luôn này Vâng. đó, như thế. Còn Vâng. chuyến trước là cứ thế này À vâng, tức là cứ cải thiện rất thế là tốt đúng không cô? đó. Vâng. Thế thì cho đến bây giờ là hiện nay là đến hôm qua là bắt đầu tôi uống sang ống thứ tám Vâng. mà tôi vẫn còn vẫn phải theo theo nữa Vâng, chứ chưa chưa dừng dạ vâng, cháu rất là đó. cảm ơn cô Cô đã chia đó, sẻ như thế. đó Vâng, mấy cái thông tin của cô và những kết quả sản phẩm của cô ấy chắc chắn đấy sẽ giúp được rất là nhiều người. đấy Vâng, cháu như cảm ơn cô rất thế. là nhiều.